Đề nghị các anh chị tham gia họp là giơ tay lên để tôi cho vào vị trí. Đây, tôi giơ tay luôn. Rồi sao? Tôi sao? Giơ tay lên như kiểu đang vươn vai, có cơ trưởng trong buồng lái. Xin Đây là lỗi chuyến mọi bay người thương nhé. mại. Yêu Hôm cầu nay là ừ. bị người dân chặn xe bởi vì người ta đang biểu tình về việc không cho anh Khôi ở lên làm đồn trưởng đấy. Đấy Ông phê ơi, bình anh bảo tắc đường Khôi. mà. Em nói. Tôi phê bình anh Khôi Bảo tắc đường rồi. là không dọn đường cho thị trưởng đi, cứ để cho người dân chặn Ê, ê. đầu. Ai 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 ẩu nha, tôi có dọn nha, tôi có dọn nha. Đấy là do nhân viên của anh Khôi Trời. thôi, chứ anh Khôi là anh Khôi là anh có Bình dọn, tĩnh nhưng bình mà tĩnh nhân để anh viên là hỏi, anh để làm anh cũng hỏi tốt đã liền mà. đã để anh hỏi đã để anh Không, check chắc đã. là có chỉ đạo Áp gì một đấy check thì đã chắc nha Bình phải tĩnh. để cho người dân chặn xe để bao giờ lên được đồn trưởng thì thôi. Đi. Tôi là chả có chỉ thị gì đâu, anh đen thì dính thôi nha. Thế à, thế là tôi thấy có vấn đề rồi đấy. Tính ra là anh Khôi cũng đen mà. Anh ấy cứ như anh làm ở đồn tôi, cái gì anh cũng biết đấy nhở, anh ấy kinh nhở. Thế tôi thì hỏi anh thì tại sao anh đến muộn? Anh ấy đúng là thần kinh đấy. Thì đấy, tôi Thế còn thiếu ai nhở? Hôm qua mời là mời Hôm qua mời là ở đầy Mỹ đủ đấy xa nhở? thế, ở Mỹ xa thế, em sao mà nhận được? Còn Này, ai không có thì cho bảy vào danh người sách đủ, đen luôn bảy này. người đủ này, còn bây giờ thiếu thư ký nữa thôi. Đấy bây giờ là ba thư ký đấy, và thư ký xỉu là cắm đầu xuống đất rồi. Sao Ở thiếu Khôi con ơi, ngón em thế á? có cảnh sát có bảo vệ nào ở ngoài không? Sao đây, sao đây? Ra mở đón thư ký riêng của em lên với. Lại đây. Nói thế thôi chứ làm gì có ai. Ôi Có giời. ai mà. Anh Thư ký lô riêng hốt đi. bây giờ, anh lô hốt bây giờ. Lên rồi đấy, tổng Tôi đài anh biết kìa. rồi, có việc gì Đại ấy nhờ? 3650 Ý kìa. Thôi. Tôi đã Thế chuyển cho mười bộ năm phận rồi. 3650 nhá. Cho biến mẹ thằng này đi. Bởi Thằng nào vì ấy? Thằng là nào nói? cuộc họp hôm nay sẽ liên quan đến vùng kín và anh Hope là đã có khoảng đâu đấy là 3 tháng là nằm trong vùng kín nhầy nhụa luôn, thì hôm nay có đại diện là anh QNT anh Quang Ngọc Trịnh với anh KL7 là hai thành viên sáng giá trong mùa trước đấy, là chuyên gia nằm trong vùng kín này. Thì trước Cũng khi không được mà gọi là sáng mình giá đâu, bọn em gọi là đóng góp thôi. à Đóng đóng góp, đóng góp góp vậy thôi. ạ. Vâng. À vâng ạ. Thì là trước khi mà đi đến vùng kín thì chúng ta đến vùng hở trước. Đấy là hôm nay thì đúng như cuộc họp lần trước là em đã thông báo đấy là sẽ để cho anh Khôi và anh Quốc ế là quyết định xem là cái giá lương là như thế nào, thì hôm nay em cũng thông báo luôn. Thì sẽ có hai hình thức để hoạt động. Hình thức thứ nhất là nhà nước 100% và thứ hai là tư nhân. Tư nhân thì sẽ chia làm hai loại, một là tư nhân tự tự làm tự ăn và tư nhân là vay tiền thành phố. Thì với nhà nước thì sẽ theo hệ số của nhà nước, mức lương cơ bản sẽ là 1.500, 1.500. Thì ví dụ như bên anh Khôi và bên anh Quốc hiện tại là đang có 4 cấp, 4 cấp bậc. Thì là cấp đầu tiên tức là thực tập sinh thì sẽ được hưởng mức lương là 0,8% so với mức thu nhập trung bình. Mức lương 1% so với cho nhân viên chính thức. Với phó sẽ là 1,25% và với trưởng sẽ là 1,5% so với mức lương cơ bản. Anh em 1,5 lần anh em với 1,5% để chết người ta đấy anh ạ. À quên, 1,5 lần so với mức lương cơ bản. Đấy, đấy là hình thức hoạt động nhà nước. Và với cái hình thức tư nhân tự làm tự ăn thì không nói rồi, mọi người cũng hiểu rồi. Và với hình thức vay tiền sẽ là thành phố sẽ cho vay 500.000 với lãi suất là 22,5% trả góp trong 8 tuần, 12 tuần hoặc 16 tuần tùy mọi người quyết định. hai hai Thì phẩy cứ năm đến phần hạn trăm là là hai hai phẩy trăm 22 phẩy năm phần trăm 22,5% mỗi tuần trong hay là mỗi ngày, trong cả cái quá trình đấy luôn, tức là tức có là thể trả góp trong 8 rồi tuần, rồi rồi 12 tuần hoặc 16 tuần. tức là Ok 8 chưa? tuần hay là 12 tuần hay là 16 tuần đều lãi là 22,5% đúng không? Đúng rồi, không tính lãi Ok. hơn. Và nếu như trả trước hạn thì sẽ tính thêm phí phạt là 2% nữa. Tổng cộng là nếu như mọi người trả góp hết hết thời gian thì tôi bú 2,5%, còn nếu như mà mọi người trả sớm thì tôi bú 4,5%. 20% lãi kia là về tòa thị chính. Nghe đéo hiểu gì luôn.
Thì cái này thì cái về luật mà có tuần đồ hay không thì là do ban giám đốc phải quyết định chứ, cái đấy là luật riêng của bên đấy mà. Luật riêng của Tại bên bác vì sĩ và bên cảnh sát mà. muốn muốn cho cái luật chung thành phố để mà áp luôn cho bên cảnh sát mình luôn Anh cho nó đúng, dễ làm. ok. Là cả hai Tôi bên đồng ý, tôi luôn. đồng ý, tôi đồng ý. Ok, Đúng rồi, ok. Xỉu, ghi điều đấy vào nhá. mà tại vì nếu luật riêng ấy, thì bên kia nó tù thì bảo là bên kia nó luật riêng của nó thì nó không liên quan thì nó cũng Nó hơi bị ảnh hưởng đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi đúng rồi. tôi đồng ý cái này, tôi đồng ý. Có khi anh khôi bú đầu tiên. Bác sĩ làm bẩn, cảnh sát làm bẩn. Wow. Wow. Tôi Còn đồng ý cái luật vấn đề là cảnh sát làm bệnh gì, bệnh gì bác sĩ làm bẩn nha. còn luật Nếu mà thì tôi để add vô luật server ấy. còn luật mà việc bác sĩ làm bẩn thì bên bệnh viện tự có luật luật riêng để mà xử những cái trường hợp mà người ta làm bẩn nó xin phép Ok, anh. sẽ bổ sung vào luật, cứ bổ sung điều đấy vào trong luật luật của bên bệnh viện và luật bên Đồn Liêm nhá. Bổ sung vào là không tuồn đồ. Thế thôi. Xong tí nữa anh sẽ văn hoa lại sau. Thư ký làm việc chưa Xong. nhở? Dạ, Chưa đón đây. Rồi ok, rồi bây giờ đến phần tôi muốn nghe ý kiến trước từ anh từ 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 anh Quang Ngọc Trịnh đi. Anh mùa này anh muốn bẩn như thế nào? Muốn muốn những cái vùng kín của anh nó sẽ như thế nào thì bọn tôi biết đường điều chỉnh này. Anh này chắc muốn bẩn vãi là luôn. Không, À không không phải, tự nhiên anh bùng phát anh hỏi em thế thì em biết trả lời như nào. Bây giờ là vấn đề là bây giờ các anh sẽ phải đưa cho bọn em những cái phương thức ở bên bên mình sẽ có thể làm được như thế nào và bên mình sẽ có những cái gì để bọn em bắt đầu mới biết để bọn em đưa ra ý kiến được. Bây giờ thì phương anh pháp bây giờ em cứ muốn lấy bây giờ anh cứ lấy ý kiến của mùa trước đi. Mùa trước nó có những cái tồn đọng gì nó khiến anh mà không cảm thấy thoải mái? là kiểu thực ra là về mấy cái nghề bẩn ấy thì em thấy là về như mùa trước thì cũng ok, nhưng mà ví dụ kiểu như là mình khi mà muốn làm được cái nghề này ấy, thì mình qua những cái bước thêm nhiều những cái bước khác nữa thì mình mới làm được nghề, và một cái giá trị của cái nghề bẩn nó rất là cao mà muốn làm được rất là khó. Qua hết ví dụ như kiểu qua bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 xong rồi đến bước cuối cùng. Tôi hiểu Bước ý cuối anh Kim Ti, tức là anh muốn muốn là làm phải một cái lên nghề lên bẩn kế phải hoạch mất cụ thể các thứ đúng không? phải mất 1 tuần thì mới thực hiện được chẳng. Ví dụ như thế. Anh Một tuần Q&T là muốn chơi chậm. không 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 phải là chơi chậm. Có nhiều đội họ giỏi họ vẫn chơi nhanh được. Nó Khôi hiểu không? hiểu hiểu ý anh Ấy đó. là phải trải qua nhiều cái bước để mình làm cái việc đó đúng không? Đúng rồi. Đúng đúng đúng. Chứ nó không đơn giản nữa. Thực ra ấy thì tôi xin phép một chút là tôi có tổng hợp lại ý kiến của mọi người ở trong thành phố ấy về về cái vấn đề nghề bẩn này này. Thì mọi người đa phần đều đang ủng hộ cái vấn đề đó là ấy, nghề bẩn của mình làm các cái mùa trước thì thực ra ấy, những cái nghề bẩn hầu hết đều là mình làm cho vui và nó không mang lại hiệu quả. Thứ nhất là về mặt kinh tế và nó không xứng đáng phù hợp. Dẫn tới việc là nếu như mình làm khó quá thì mọi người không muốn chơi. Bản chất khó để làm. Còn mùa này thì mọi người đang có muốn có một cái xu hướng đó là nghề bẩn mình cũng sẽ không làm được nhiều. Nhưng một lần làm nghề bẩn thì nó mang lại cái giá trị lớn. Đấy, và nghề nó sẽ khó hơn nhiều. Mọi người phải làm từ 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 từ, thậm chí là mọi người phải tính toán từng bước đi của mình để thực hiện được một cái phi vụ đấy. Và cái giá trị mang lại của mình sẽ lớn. Tức là ví dụ có thể ví dụ một vụ cướp chẳng hạn nó sẽ xứng đáng, ví dụ như là mọi người làm một vụ cướp có thể đến 5 người, 15 người cũng được. Đấy, nhưng mà sau khi mà là làm một vụ cướp như thế thì số tiền mà mình mang lại có khả năng đủ để bạn mua một cái xe chẳng hạn. Đấy. Đến mức như thế nhưng mà để thực hiện được một vụ cướp đó thì cực kỳ khó. Mọi người đang muốn như vậy thì không biết là với các anh thì thế nào. Khó quá là không, nó sẽ Tức chỉ là có bị vậy, giới hạn cho đúng, một số người chơi thôi đấy. tức là nó sẽ không đến mức phải là quá khó, không phải ăn mì nhưng đâu, mà nó sẽ cần ăn một cái bánh đa quá cua trình, đấy, đặc là sản nó ngoài những này cái đấy nhiệm vụ nó không không ngon khó lắm, đến bánh đa mức cua trộn là ngon kiểu lắm, không phải ai, tức là một ngon người hơn dân cuộc bình họp là thường vẫn có thể nhiều. làm được những cái nhiệm vụ đấy, nhưng mà nó cần phải nhiều quá trình đấy, nó Có cần phải giò có này, setup, phải tổ chức có chả cá những cái, này, trong khi kể cả đến lúc có truy đuổi rau thế cũng muống vậy, ví này, dụ truy đuổi chúng ta có cua, thịt bò. được thêm nhiều phương tiện dành cho bên tội phạm và bên cảnh sát, họ cũng sẽ có được cử ra nhiều cảnh sát hơn để truy đuổi hơn tội phạm như vậy.
Địa chỉ ở phố trong những cái lần làm cái Lý Nam Đế, làm những cái nghề nhỏ xong rồi à hợp, không phải địa chỉ ở phố Phương Hương nhỏ, bánh đa cua Lý Quốc Sư ở phố Phương Hương nhỏ nha, cộng lại đó ấy, kiểu như thế thì nó sẽ dàn trải ra và ai cũng có thể chơi được, kiểu dạng giống như là nó kiểu dạng thành từng bậc một đúng không, thành nhiều bước nhỏ đúng. Sau đó gom vào bắt đầu ví dụ như ở bước rất nhỏ này, sau đó thành bước nhỏ rồi bước to hơn nữa đúng không? Đúng rồi, ví dụ nhá. Vào cuối cùng đúng không? Ví dụ như đó, ví dụ như kiểu như là mình muốn có một cái chìa khóa chẳng hạn thì mình phải đi hiểu lấy cái một cái mã một kiểu như một cái chìa khóa thật, xong rồi mình bắt đầu bị đánh cháo hay như nào đấy, kiểu như vậy. Tùy cái đấy thì do bên đội ngũ mình có thể kiểu thực hiện theo phương thức như nào được là. Thế nhưng mà về vấn đề là nếu như vậy mọi người thì đang muốn là tất cả luôn. Các cái phi vụ ấy mình thực hiện ấy, mình có thể mẹ chưa tắt mic, tức là ví dụ như các mùa có đậu ấy bạn, có đậu trước mình chỉ tối đa là 4 người đúng không, và đi trên một phương tiện đúng không, và mùa này thì mọi người đậu, đang muốn đậu, là mình ngon, có thể ngon, mở ngon. Rộng cái số lượng người ra đó ra chính xác. 10 người thậm chí 15 chính người xác. Không muốn, tức là không có cái hạn định cụ thể về số lượng người cho một phi vụ lớn, chính xác đấy. Nhưng mà nếu mà như thế ấy, thì mọi người đang muốn là nếu mà mình thực hiện những cái phi vụ lớn như vậy ấy, thì trong cùng một thời điểm chỉ có một phi vụ đó xảy ra cùng một lúc được thôi, bởi vì đồn cảnh sát người ta cũng sẽ không thể nào mà đủ số người mà lúc nào đi bắt 17 người được đúng không, tức là cái này nhá, chúng ta sẽ không có một cái là kiểu mở đăng ký cướp, nghe mở đăng ký làm người bẩn nghe nó hơi buồn cười, đúng rồi đó không. Thì nghe nó hơi buồn cười, nhưng mà cái này thì chúng ta, theo tôi thì cái này nó khá là dễ, nó khá là đơn giản, chúng ta sẽ thống nhất với nhau. Bởi vì sau gì khi mà vào chơi thì dần dần bọn có thành lập ra riêng cho mỗi kiểu người sẽ một cái gang riêng khác nhau đúng không? Đúng rồi. Lúc đấy là anh gang, mỗi gang nào khi mà chuẩn bị thực hiện một vụ cướp hay như nào đấy ấy, thì cái gang đấy sẽ có những cái sự kết nối gì đó gọi là đánh động cho các bên khác đúng không? Đúng, để sắp xếp. Thế là thôi rồi. Thứ nhất là về thời điểm này là bên tôi này xin phép đi trước đúng không, còn các anh là đúng, vòng đúng, thời điểm đúng, khác đúng, okay chưa? Thì cái đấy thì không biết là mọi người thấy sao, để cho chúng ta có những cái kiểu phi vụ mà nó vừa to vừa lớn mà nó lại còn vừa hấp dẫn nữa ấy. Đấy thay tôi vì thì tôi đồng ý với cái trường hợp này, tôi thích cái phương án này. Còn mọi người là cứt ông đi thi The Voice à? Điện chuối. Chúng mày tùy theo thấy hợp lý thì mình thích thôi. Tùy theo quy mô vụ cướp mình đặt giới hạn trên với hạn dưới. Đúng. Ví dụ như cướp tạp hóa thì mình cho dao động từ 4 đến 8 người. Chứ đúng, thật ra mà nói cướp tạp hóa mà cướp 15 người cũng hơi quá đáng. À thì đúng rồi, thì đúng rồi. Thì mình sẽ đặt một cái giới hạn trên với giới hạn dưới. Đấy, mình ở trong giới hạn đó là thì cướp ngân hàng thì từ 6 đến 10 đấy, cái kiểu thế. Nhưng mà vẫn có phải có giới hạn trên chứ không thì nhiều quá cũng không tốt. Nhưng mà cũng thêm một cái nữa nhá, là em nghĩ là nên có giới hạn cho những người chơi ấy. Ví dụ như kiểu như là hoặc cho những tổ đội hoặc là gang gang gì đấy, tức là một ngày bạn chỉ được làm một phi vụ ở mức độ từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 3 là 2 lần. Đấy, từ cấp độ cao hơn nữa là từ 5 cho đến 6 đi thì được một lần thôi nhỉ. Đấy, tức là bạn chỉ tham gia làm một phi vụ thôi. Thứ nhất là mình sẽ giới hạn được cái việc làm nghề bẩn của người chơi, để cho người chơi còn phải làm những cái việc khác nữa đó. Chứ không để cho ví dụ một ngày ông đi phạm tội liên tục 10 lần, 20 lần ông spam như thế là không được. Đấy, cái đấy mặc dù biết là những cái vụ án nhỏ, ví dụ trộm cắp vặt thì không nói, còn những cái vụ lớn ấy thì chỉ được giới hạn thôi. Mọi người thấy sao? Thì bây giờ như thế này nhá, thì theo tôi suy nghĩ thì không biết thế này có vừa ý mọi người không, tức là ví dụ như thế này, ví dụ như là như anh Quang vừa nói đúng không, mình sẽ giới hạn số lần của một người đúng không, nếu như mà mình thay vì đấy mình số giới hạn số lượng vụ trong một ngày thì sao nhỉ anh Quang nhỉ? Cũng bởi được vì nếu làm như thế nhá thì cũng khó. Cũng được, nhưng mà như thế thì nó sẽ xảy ra tranh chấp giữa các băng nhóm với nhau. Cũng hay, nó cũng là một phương án hay. Rồi, phải thế mới có giao tranh chứ. Nhóm, đúng rồi, băng 420 này bọn tôi phải đánh nhau với băng mõm. Ví dụ như thế. Mỏ neo hội. Mà yêu đánh băng nhau để giành coi ai đi cướp trước hả? Tức là đánh nhau để ví dụ như kiểu như là không phải đánh nhau mà giành coi ai đi cướp trước.
tức là sẽ phải đến tranh để làm những cái nhiệm vụ để mà có được cái vật phẩm để mà đi làm vụ tiếp theo. Ví dụ như kiểu bây giờ nhá, bạn muốn tôi với Bảy đi chẳng hạn, Bảy với nhóm A, tôi với nhóm B. Bảy muốn là... có quả bom đấy để Bảy cướp ngân hàng. Nhưng mà đó là hai ý khác nhau đó. Ý của Hoàng Anh là cái vụ đó chỉ được giới hạn số lần đó. Thì giả sử bên kia làm trước thì bên kia cũng đâu làm gì được đâu. Thì đúng mà, nó vẫn đúng ý của Hoàng Anh mà. Ví dụ là một ngày chỉ có một quả bom là... để cướp thôi, thì hai bên phải tranh nhau. Quang đang giải thích là chỉ có một quả bom đấy thôi, thì băng của Quang với băng của Bảy phải chiếm lấy quả bom đấy thì mới làm được cái vụ kia. Bảy đúng rồi, kiểu đấy hay đấy. Bây giờ ví dụ như có một cái băng nó hoạt động lúc 12 giờ trưa đi, thì nó luôn luôn cướp trước, xong rồi nó khóa cái đó rồi mấy băng buổi tối sau. Nhưng mà liệu lúc 12 giờ trưa nó có làm thành công hay không? Vấn đề là nếu vậy thì mình có thể tức là phải làm thành công mới tính là một lần đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là làm xong là khóa luôn thì nó khác. Không, nó làm mà không thành công thì làm sao mà được? Phải khi nào thành công thì coi như là vụ đấy kết thúc đúng không? Xong rồi có thông báo luôn. Một cái điều kiện là khi nào thành công. Nếu mà làm đến khi nào thành công ấy thì có khả năng người ta lại spam được. Thì phải đấy, thì thế mới nói là phải có giới hạn cho từng băng nhóm anh Hoàng Anh. Thế bây giờ thành ra lại phải đặt hai cái giới hạn rồi. Đúng không? Tức là nếu mình vậy, sẽ bây giờ đối lại xem giới hạn nào nó là hợp lý nhất, chứ không cần phải đặt hai giới hạn. Chung thì reset này kiểu không nhất thiết phải một ngày. Nếu vậy thì tính được. theo lượt reset được không? Theo lượt được, theo lượt server reset được. Theo lượt server reset thì sẽ phù hợp hơn, bởi vì là ông sáng ông có phần của ông sáng đúng không? Ông chiều ông có phần của ông chiều, ông tối có phần của ông chiều, tối và ông đêm chia ra cho mỗi người đều. Bởi vì cái vấn đề là kể cả em có nói luôn là kể cả luôn nói thẳng luôn là buổi sáng đéo bao giờ cướp được luôn. mình không thấy cho mọi người tìm đâu ta. Đấy thế nó thế cho nhanh tìm chơi là chiều tối thôi. Chiều tối hoặc tối thôi, đêm thôi. Thì cái việc mà chia ca vậy thì các băng nó sẽ phải chia đều hoạt động. Nhưng mà mình cứ chia theo chia theo giờ dọn dẹp thành phố đây là hợp lý nhất. Bởi vì mặc dù mình biết thừa là buổi sáng thì rất khó để mà thực hiện được việc đấy đúng không? Nhưng biết đâu tự dưng có hội nào nó tự dưng nó biến động cái sao đúng không? Mình vẫn cho người ta cơ hội thì đúng thì mình cứ chia theo dọn đẹp thì thế là ví dụ nhá, như thế ấy, thì buổi sáng này họ lại có những cái việc khác. Ví dụ như kiểu họ sẽ đến những cái nơi khu vực cấm trên bản đồ để họ làm những cái việc để họ chuẩn bị nguyên liệu cho những cái vụ khác lớn chẳng hạn, thì những cái vụ nhỏ như vậy thì họ làm những cái vụ nhỏ đúng không, làm vụ nhỏ để dồn cho ví dụ buổi chiều buổi tối người ta làm vụ to chẳng hạn. Có những cái vụ mà quy định là hai người đấy, nhiệm vụ dành cho hai người thôi, nhiệm vụ 3 người, 4 người, 5 người, 6 người đấy. Từng phải có party, phải có party. Ai cũng sẽ có cơ hội được làm, ai cũng sẽ có cơ hội được chơi. Đúng rồi. Chỉ là ai đến trước và ai đến sau thôi đúng không? Đúng, ý anh đúng. Quang thế đúng không? Đúng, đúng. Xỉu quay sửa sai kìa. Những cái việc nhiệm vụ nhỏ ấy thì anh có thể cho giới hạn một ngày là nó được 5 lần đi chẳng hạn, với những cái nhỏ đấy, nhưng mà tỷ lệ thành công thì lại rất thấp. Đấy. Ví dụ như thế. Quan trọng là cái phần thưởng cho những cái người làm nghề bẩn ấy thì nó phải xứng đáng một tí, không thì thà người ta đi chặt gỗ còn hơn. Thì mới đang nói là mùa này là muốn là các cái nghề bẩn ấy, nếu mà mình các cái phi vụ, chứ nói mình nói nghề bẩn thì nó không đúng, nhưng mà nói là các cái phi vụ ấy nó phải có phần thưởng xứng đáng. Đúng rồi. Đấy. Nó phù hợp. Ví dụ bây giờ làm một cái thứ khó vãi cả trưởng ra, người ta cày 1-2 ngày là người ta kiếm được cái này, kiếm được cái kia đúng không? Ừ. Còn mình làm những cái phi vụ đấy có khi mình mất hàng tuần, thậm chí 2-3 tuần mà lại... Chỉ bằng người ta! Bằng người ta thì nghe hơi ngáo. Và cái phần thưởng ấy nó chỉ không đơn giản là tiền nữa. Tiền thì đơn giản, đi làm nghề sạch cũng ra được tiền rồi. Đúng rồi. Thì em nghĩ là những cái phần thưởng của người bẩn nó sẽ là những cái vật phẩm mà không thể mua được bằng tiền. Hiếm, nó phải hiếm. Mua được ở bất kỳ một chỗ nào, đó là phần thưởng hiếm. Đúng. Phải mua bằng tiền mặt ở ngoài luôn, đấy. Đúng, đúng, đúng. Phải bù. Phải bù, kiểu mở ra luôn, đô béo chẳng hạn. Phải bù. Đây này. Thì cái ý của tôi trước khi mà bắt đầu cái cuộc họp này là tôi đang muốn như thế này, tức là ví dụ như là mình sẽ có một phần gọi là chợ đen đúng không? Thì đúng. Ví dụ anh Quang được cái vật phẩm này liên quan đến một cái nghề ABCXZ gì đó thì anh Quang có thể ra chợ đen, là anh Quang có thể bán cái vật phẩm đấy lên và dành cho các băng nhóm khác nếu như người ta muốn mua. Đấy, ý tôi lúc đầu là như thế. Đúng. Nó sẽ phát triển được rất là nhiều cái nhánh nhân vật. Ví dụ như kiểu sẽ có một nhánh là mày là một thằng dân Cheddar đúng không? Mày là Cheddar hay như nào đấy. Đúng rồi. Ừ đấy. Xong rồi chúng ta sẽ update thêm cổng nạp nữa. Hay quá.
không nạp à? Cái ông cảng vụ quá. Vui lắm đấy kìa. Không nạp là PC Gaming. Đấy, cảng vụ đang rất vui ông kìa. Cảng vụ vụ vui lắm kìa, tự nhiên lại xuất hiện quả thương nhân chợ đen thì thôi. không phải tất cả đều phải qua cảng vụ. Chúng ta đã gọi là chợ đen thì đâu có cần phải qua cảng vụ. Nhưng mà ông ấy làm ở cảng vụ là ban ngày thôi, còn cái lúc mà ở trong chỗ mà thầm kín ấy thì ông hay không. Nhưng mà như thế thì mình sẽ phát triển được thêm rất là nhiều những cái nhánh nhân vật khác nữa, cho nên mọi người thấy nó sẽ tôi thấy hấp dẫn rồi đấy. Nghe không đã thấy vui, nghe không đã thấy ui cái tranh nhau bẩn vui thế. Tranh nhau bẩn này. Bây giờ anh Khôi xem lại cái ông thư ký, à quên rồi, cái ông mà phụ trách kế toán ở bên anh là bây giờ ông đang muốn cả bẩn đấy. Ôi trời, kệ ông ấy chứ. Tôi có nhận ông ấy về đâu, nhưng mà từ này tôi thấy trong cái luật là sửa sai này. Cái lương nghề là của bên mức lương cơ bản của phó là 2 này, còn trưởng ở X3 này. Đâu? Đâu? Đúng mà anh. Không, đúng ý rồi. Là tôi phải sửa thành như thế nó mới đúng. Đấy là anh nghĩ thế thôi. Ông phải sửa. Cái chỗ phần thưởng kìa. Cái chỗ phần thưởng phải hiếm ấy, không mua được bằng tiền mặt, đúng. Nhưng mà mở ngoặc ra là nhưng mà các băng nhóm có thể giao dịch với nhâu qua thương nhân. Đấy, hoặc là qua trung gian hay như nào đấy. Không, cái đấy là không cần đâu, cái đấy tự thành lập những cái đấy lên. Cái đó mình tự. Không cần phải ghi vào luật đâu. Tự liên lạc nhau thôi. Là các cái đồ bẩn có thể giao tự, mọi người có thể tự vệ thuận mua vừa bán với đúng, nhau. Đúng, cho phép là giao dịch với nhau được. Em viết ở dưới mọi người thấy không? Thế nhưng mà nếu mà thế thì anh Khôi là anh thích điều này lắm ấy. Thằng nào vác đồ bẩn anh quay ra anh lục người cái. Okay, anh thì anh đọc dĩ nhiên là anh đọc lại luật thành phố đi. Liên quan đến nghề bẩn rồi thì chúng ta không thể thiếu được đi kiểu như là khu vực kiểu như là để cho những cái người mà làm nghề bẩn đấy có thể dùng những cái tiền bẩn kiểu như là tiêu xài ăn chơi à? Chí này kia ăn chơi có thứ đấy thì thêm vào mới nhá. Cái đấy quan trọng. Không, nhưng mà tiền bẩn thì vẫn phải rửa qua. Tiền bẩn tất nhiên rồi anh, nhưng mà sẽ có những cái chỗ kín, thật kín, vùng kín để mình dùng tiền bẩn trực tiếp được. Thì đấy đã bảo là cái đấy nó là kiểu nó giống kiểu item là mình thuận mua vừa bán này. Nếu như giả sử nha, bây giờ nha, hay thì việc bản thân mình phải đi rửa chẳng hạn, đúng không? Nhưng bây giờ có một ông em muốn là tôi ông bán lại cho tôi đi. Đấy, ví dụ ông rửa 100 ông ra được 80 chẳng hạn, thì bây giờ nó mua lại ông là 100 tôi trả ông 50 thôi, còn lại tôi cầm tiền bẩn của ông tôi đi rửa, lãi được thì tôi hưởng mà lỗ thì tôi chịu. Ủa, đấy. Đồn Liêm mà chuyên rửa tiền thì tôi chuyển anh là đang theo nhà nước đấy nhá. Chuyển nó tôi sang tư nhân đi. Tôi thấy họp rồi phải chuyển sang tư nhân rồi. Từ khoan đã, tôi thấy có lỗ hổng kinh tế ông thị trưởng ơi. Mình bill biết thứ thì về thị trưởng rồi đấy, nhưng mà vật phẩm phạm pháp người ta thu làm nào? Phải nộp cho toàn thị chính. Thì sẽ phải có những cái mà liên quan đến ví dụ như là cái gì chẳng có người tuồn ra. Phải có giấy tờ là hôm đấy thu những cái gì chuyển lại cho tòa thị chính để tòa thị chính đi tiêu hủy chứ. Tiêu hủy thôi. Bắt buộc phải thế đấy. Chứ không được sử dụng đâu, không được cầm đâu. Còn đâu anh có Đồn Liêm đã tính đến nước đấy thì tôi nghĩ là anh đang chuẩn bị sẽ là tay trong của một băng nhóm nào đấy và anh sẽ tuồn ra rồi đấy. Không, anh ấy nhầm tôi với ai chứ. Từ trước cái này chưa bao giờ tôi không Liêm cả. Liêm Khôi này không ổn rồi. Này em không biết sao nhưng mà nếu mà chơi bác sĩ bẩn hay cảnh sát bẩn thì chỉ chơi ở trên bẩn trên mức thông tin thôi. Chứ đừng bẩn tới cái tầm mà tuồn đồ với lại tích đồ ấy. Cái này là việc của các bên không giải quyết đấy mà. Không, thì tức là mình nên thôi, mình nên chỉ trên là bẩn thông tin với online thôi. Không, cái đấy tùy người ta chơi cấp chứ. Cấp độ làm sao em biết được? Đúng rồi, không, cái này thực ra thì cái này sẽ phải quy định là ở trong ban giám đốc ở trong ban ngành là phải tự quy định cái đấy. Thế thì cứ theo bẩn thoải mái, bẩn xả láng là hỏng hết. Thế bên Đồ Liêm thích lắm. Là nó có nhiều vấn đề khủng khiếp lắm anh. Thì chả thế, bây giờ ví dụ giả sử nha, bây giờ bên cảnh sát mà bây giờ mà cho bẩn thoải mái cứ cầm trên bẩn đi rửa thì thôi bỏ mẹ. Thì đúng là chỉ có bốc đất ăn. Bên Đồ Liêm tôi là cho bẩn thoải mái đấy. Ai à? Tôi thông báo luôn, bẩn thoải mái luôn. Đấy, tùy bên bác sĩ. Khả năng là cái quân hàm của anh là chúng tôi cũng rửa luôn. À thì để tôi xem có ai dám bẩn không ấy chứ. Trời, khả năng cao khi trong một băng ví dụ ở trong 420 mà thực hiện một phi vụ nào đấy lại có khi có anh Khôi đứng đấy. Ê, nên không anh nhầm tôi. Không phải là từ bên cảnh sát nữa. Nếu như mà bọn tôi cũng sẽ phải tìm một người khác uy tín hơn.
ý là anh đồn phó này là uy tín hơi thấp đúng không anh Quang? Nhưng mà thì sợ anh ấy làm hỏng chuyện thôi. Thì đấy, có bao giờ có cái điều luật gọi là cao nhất là đuổi khỏi thành phố không hả anh Hoàng Anh? Đuổi khỏi thành phố thì có chỉ chứ chắc là chỉ liên quan đến vấn đề nợ nợ nần thôi, nợ nần không giải quyết, nhưng mà cảnh sát không giải quyết được thì tòa thị chính giải quyết hết. Không, tôi thì nếu mà vi phạm tới luật thành phố ấy, thì là sẽ bị đuổi ở thành phố ấy. Tôi đang định là nếu mà như luật của Đồn Liêm thì nếu mà cái cao nhất thì sẽ là ngoài việc bị đuổi khỏi ngành thì còn bị đuổi khỏi thành phố, thì để tôi sẽ ra luật. Ui. Như thế thì chắc chắn là người ta cũng sợ không dám làm bẩn đâu, thật. Tức là anh muốn làm rắn hơn đúng không? Tôi sẽ làm rắn, đúng. Okay. Để cho ai 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 dám làm bẩn, khi mà tôi cho thoải mái làm bẩn đấy, nhưng mà quan trọng là ai dám làm bẩn thôi. Ai à? Thảo nghe nghe có vẻ liêm đấy nhỉ? Ở đấy thì đấy, tôi đang hỏi bên thành phố xem có cái luật đấy không. Thường thì những cái mà liên quan tới đuổi hơn thành phố là sẽ là luật thành phố chứ không luật cá nhân nào. Đấy. Đúng rồi. Trong đồn của anh thì thôi, anh cứ cho nghỉ khỏi đồn, xong rồi thành phố sẽ xử lý. Đối với kiểu như là anh có thể đưa đơn lên trên thành phố để thành phố xử lý cho anh chẳng hạn. Đúng rồi. Tức là anh sẽ phải sau đó thành phố nó xử lý. Có thêm ý kiến của những người khác có chức trách nhiệm vụ nữa. Thì đấy, thì tôi đang hỏi ví đấy. Như là... Thì tôi đang hỏi đấy. Ví dụ như anh, cái này anh Khôi nhá. Ví dụ anh muốn đuổi ai khỏi thành phố đúng không? Thì anh nộp đơn lên, ví dụ mỗi cuộc họp mình có một tuần này, đề xuất là cho thành viên này rời khỏi thành phố với lý do tại sao này, cả thành phố mà hội đồng thành phố mà vote là cho đi là đi luôn. À, rồi đấy. Mình phải hỏi để mình biết mình có ra luật chứ đúng không? Rồi. Thì mình sẽ hoạt động theo phương thức đấy, tức là người của đơn vị nào đơn vị đấy quản lý, và nếu có trường hợp gì xảy ra thì thành phố sẽ gõ đầu những cái người quản lý, xong quản lý gõ lại xuống dưới. Rồi, đúng. Bởi vì tôi không muốn là hợp lý rồi dựa vào luật quá nhiều, nó lại nặng nề như cái mùa trước, đâm ra mọi người sợ, không dám chơi, không dám làm cái gì phải hỏi. Tôi muốn là nếu như mọi người muốn làm kiểu những làm ví dụ cảnh sát bẩn hay bác sĩ bẩn ấy, mọi người có thể làm. Tuy nhiên thì vẫn phải luôn luôn có mức án cao nhất để cho mọi người biết là nếu mọi người làm mọi người sẽ bị như nào. Để cho mọi người biết, để mọi người sợ. Đấy, ý tôi là như thế. Tôi vẫn để cho mọi người tôi làm thoải mái. Tôi nghĩ là mọi người không sợ đâu, khi anh lại là người đầu têu ấy. À, tôi có khi đi trước ấy chứ, có khi buổi họp đầu tiên lại là vote cho tôi. Thế thì lại đen quá. Ông không cho tôi hỏi cái cái chỗ của anh Quốc hồi nãy, cho tôi hỏi cái chỗ của anh Quốc hồi nãy là ý của anh Quốc là muốn cho bác sĩ làm luôn nghề bẩn chứ không phải là bác sĩ được làm bẩn. Là, đúng là rồi, cái làm người nghề mà bẩn đang nhận gió bác sĩ ấy, đi được đi làm nghề bẩn đúng không? Đúng rồi. Thì nếu như tại mà tại trong trường hợp không hiện sao hả? Ví dụ như không, tôi không quan tâm tới vấn đề di vết của mấy anh, nhưng mà cái vấn đề là nếu như mà trong trường hợp là các anh bị bắt do các anh làm nghề bẩn đi thì cái hình đó là phạt đơn của các xin anh vào như thành nào? Phố rất nhiều. Đó là việc được ở trong thành phố là cái trước gì mắt rất thì quý giá. Cảnh sát xử lý trước. Thế nên nếu rồi như mà có cái luật, bệnh viện nếu sẽ bạn có làm luật riêng sai, tại hiện bạn tại bị giờ trục mới xuất đề khỏi xuất thành thành phố phố thì đấy là cái rất là nặng. Có, tôi nghĩ là nhiều người sẽ sợ cho phép làm lại. Thì bên bệnh viện mới tiếp cái phần là xét cái luật đối với cái nghề bẩn của bác sĩ. Đấy, đây là ý cá nhân thôi. Rồi. Cái gì là anh bảo nói chung là Tâm Nhật Minh này, tao ban mày, tao ban mày. Tôi bảo này, tức là những cái gì mày liên quan nhờn đến luật của từng đơn vị ấy, thì không nhất thiết phải thông qua hội đồng thành phố đâu. Mày nói là bảo anh QNT vẽ ít thôi thì chứ tao bây không giờ nói cái là gì gì. Đổ cho nhưng thành mày phố lại bảo khác là gì thành phố à, ra luật mọi hết đen cho mọi là người không chơi được. Đâu. Như thế là xúc phạm thì như người thế khác. Nó lại quay lại câu xúc phạm chuyện người khác là sao? Là bị ban. Và như thế thì tòa thị chính sẽ không thể gõ được đầu từng người được. Đúng rồi, luật để cho từng đơn vị ra những cái luật riêng của đơn vị ấy đi, nếu mà không phù hợp mà để đến lúc có xảy ra những cái gì đấy vụ gì ấy nó lớn ví thì dụ như cứ là bắt đầu như thôi. Là... ví dụ như là tại sao bệnh viện kiểu tại sao bệnh viện lại không thấy hoạt động gì trong tuần này thì bắt đầu tòa thị chính sẽ đi điều tra xem là tại sao, thì sau khi biết được nguyên nhân đấy là do ví dụ như là anh Quốc anh cắn em mẹ hết cả quỹ Okay. rồi xong nhân viên đình công các kiểu đấy thì bọn tôi sẽ có hình thức xử lý riêng. Chứ anh Quốc 40% anh vậy sao lại nạn nhân một tên hoặc lừa ví dụ tặng như tên để lừa, tuần ta này đúng rồi, bên phải anh bảo nạn Khôi nhân là như để nào? Lọt rất nhiều tội phạm, rất nhiều băng nhóm mà đang nổi lên như cồn, ví dụ như 420 thì tôi lại gõ đầu anh Khôi. Đúng, cái đấy và thì anh có làm được không? Tôi phải chịu trách anh nhiệm. Không làm được thì để tôi cho người khác đi làm. Đúng, cái đấy đúng, hoàn toàn chính đúng. Xác. Dân, dân, nghĩ là cái vấn đề dân, này thì các đại diện của các gọi là ban ngành đấy thì nên đưa ra một cái mức gọi là như nào đấy nó phù hợp, quy định riêng. Đấy, xong mình sẽ tổng kết lại vào một buổi kiểu chốt lại hết tất cả mọi thứ. Đấy thì nó sẽ hợp lý hơn. Đúng rồi, mình còn hôm nay mình cứ đưa ra nhiều thông tin như thế nó mất thời gian lắm.
Bây giờ tập trung về bẩn nữa thì hốp ơi thì giờ tôi nói không cho tôi xin nói sơ qua về cái nghề bẩn mà hồi nãy là tôi lấy gom ý của anh Quang với lại gom ý của mọi người lại tôi nói một tí là cái nghề bẩn thì nó sẽ chia ra làm hai cái là nghề nhỏ và nghề lớn đi ha cho nó dễ ha. Nghề nhỏ thì bao gồm là tất ông cả những cái nghề đủ, mà lúc đầu đi à. Nhanh lên nhá, tháng sau là tăng lên 2 tên lửa đấy thì nó sẽ được làm thoải mái công khai. Đấy, nhưng mà nó sẽ ra những cái item liên quan tới những nghề cao cấp hơn. Còn cái nghề mà trung bình, từ trung bình nó lớn là từ tạp hóa cho tới ngân hàng, cho tới những cái lớn hơn nữa ấy. Thì là theo ý của anh Bảy ấy, thì tôi thấy ok nhất đó là giới hạn từ 4 tới 8 người. Nhưng mà có thể là 4 người được dẫn được, có thể là 8 người dẫn được. Hoặc là những cái nghề cao hơn sẽ là 10 người trở lên. Kiểu kiểu như vậy. Rồi trong những cái... Ừ, trong cái, mà, dưới, trong cái nghề nhỏ cũng phải giới hạn nha. Anh Hop, cái nghề nhỏ mình cũng phải giới hạn giúp tôi nha. Giới hạn là giới hạn cái gì? Giới hạn số lần trong ngày. Đúng. Giới hạn số lần trong ngày thì nó lại quá là khó. Không, tại thật sự là những cái nghề mà đã làm ra, những cái nghề... Tôi giải thích cho bạn nghe, ví dụ một cái nghề một cái nghề A đi, một nghề nhỏ A. Chúng ta sẽ có 5 điểm để làm cái nghề nhỏ A đấy. Mỗi điểm chúng ta giới hạn 4 lần, 5 lần trong một ngày. Theo hoặc theo giờ reset, ví dụ như thế, mỗi lần reset. Đó, hoặc là mày chỉ được làm 5 lần. Nếu mà giới hạn theo mỗi lần reset thì vẫn có thể, nhưng mà tôi muốn lại giới hạn theo khu vực hơn là giới hạn theo điểm bạn. Thì tùy bạn cái nào giới hạn như nào, nhưng mà phải giới hạn, bắt buộc phải giới hạn chứ không có ý là bạn giới hạn để tôi để tôi tính coi là giới hạn như thế nào. Thì ngoài đó ra thì nó sẽ có những cái mission nhỏ nhỏ liên quan tới nghề lớn, nghề trung bình lớn. Đồng ý. Đấy. Mission lớn luôn chứ đừng nhỏ, mission nhiều luôn. Không, mấy mission nhỏ nó làm không, mission nhỏ nó là liên quan tới cái nghề lớn. Mày hiểu vấn đề không? Ok, hiểu. Cứ vẽ ra nhiều vào rồi chỉ thì mình đi. Rồi cái vấn đề nữa là những khi mà bắt đầu một vụ cướp ấy, ví dụ như là cướp tạp hóa đi. Đấy, thì tất cả những tạp hóa còn lại đều không thể bị lock, tất cả đều bị lock hết. Chỉ có khi mà bắt đầu vụ cướp đó xảy ra thì chỉ có vụ cướp đó xuất hiện ở trên server thôi. Yeah, chắc chắn. Yeah. Ok, sao thầy Bảy thấy sao? Thì đúng bạn, thì hợp lý mà. Ok. Thì mọi người sẽ tập trung hơn, tất cả như là tất cả cảnh sát hay là những cái người chơi, những cái người mà tham gia vụ cướp đó sẽ tập trung focus đúng rồi. Thì tập quá nó nhiều hơn. Đúng, dân phải ra livestream các cả thứ. Người dân người ta xem, người ta tập trung vào xem cũng dễ hơn hiểu không? Có, chắc chắn luôn, chuẩn. Đúng rồi. Tại vì giống như là ở season 2 á, mình có một vài trường hợp á, là sờ ba một lần hai cái tập quá nhưng mà thật sự chỉ cứ có một thôi. Để phát cảnh sát thêm nữa nha. Những cái vụ lớn đấy thì sẽ có thông báo của ví dụ như kiểu khi mà cảnh sát, tức là khi mà cảnh sát tới nơi nha. Cảnh sát tới nơi thì bắt đầu mới được thông báo hiện lên để cho toàn thành phố biết là đang có một vụ xảy ra ở đây, mọi người dân chú ý an toàn xa khu vực hay như nào đấy. Kiểu như ở nhà báo rồi không? Nhà báo rồi thông báo báo tại chỗ. Thế phải có admin trực à để viết thông báo? Ui, thế làm gì có ai thì... ai viết thông báo đâu? Cái đấy cảnh sát không cần. Mà anh. Cảnh sát người ta đến thì bảo rồi. Ủa, quen từ từ Hoàng Anh ơi, liên quan tới nghề có được nói luôn không Hoàng Anh? Không 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 bạn ơi. Ok ok. Ê, nói ra thì mới họp được chứ, cứ giấu đi. Thì cái kiểu mà cướp theo cấp bậc á như hồi mùa 1 á là hay nhất. Đấy, đúng em thấy ví dụ như là thì anh đang xét lại theo đấy. Kiểu đó đấy. Nhưng mà mình sẽ giới hạn, mình sẽ dẫn giới hạn số lượng thành viên, nhưng mà nó sẽ là giới hạn theo kiểu là mày muốn đi 4 người vẫn được, mày muốn đi 8 người vẫn được đấy, cái vấn đề là như thế chứ mình thì... không phải là giới hạn cứng mà là giới hạn là tối đa là phải là thấp nhất là 4 người và tối đa là 8 người cho cái nhiệm vụ này. Đúng rồi, giới hạn thì giới hạn nhiều lớn thôi. Em hiểu. Bắt tính từ thằng tập quá trở lên ấy, là bắt đầu mới tính giới hạn. Ừ đúng rồi. Thì giả sử ngày xưa ấy, có trò rã xe đấy, xong rồi lấy sắt vụn mà từ sắt vụn chế ra lốc bích ấy, từ lốc bích mới đi làm mấy khác ấy. Đúng rồi. Thì cái việc rã xe nhá thì rõ ràng là phải có một hội đâu đó phải chục người làm nó mới đúng vui. Rồi. Chứ thì hồi xưa vô làm là... thì nó lại không hay. Nhưng mà hồi xưa nó tạo ra kế hoạch hơn. Rã xe đó. Yeah, ý kiến của tôi thêm một cái nữa, mặc dù biết là nó sẽ có thể là sẽ hơi khó khăn nhưng mà chúng ta sẽ với những cái nghề bẩn ấy, chúng ta sẽ thay đổi không thay đổi một chút đấy chứ không để giống với những cái nghề trước nhiều quá. Và cái đó là đương nhiên rồi, tức là cái nghề bẩn là chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ mini game, không có như cũ nữa. Anh thay đổi hết cái quy trình là đúng rồi đó, là cứ cái những cái việc làm bẩn nhỏ đơn giản, nãy như rã xe xong rồi găng nguyên liệu
dụ nguyên liệu và chế ra cái thành phần cho nên, quan trọng để cho nên nó mới đi kèm với lại một cái mission nhỏ dành cho nghề lớn đó bạn hiểu không? Tức là nó sẽ có mission nhỏ dành cho nghề lớn. Tức là làm nghề bẩn, những cái nghề bẩn cơ bản nếu nó đều ra cái đồ đó cho nghề lớn, nhưng mà phải làm thêm một cái mission nữa hay cái gì đó để mới có thể là cái chốt để lắp ghép lại cái đúng những rồi, cái mảnh ghép đó rồi. Mà mới đi được nghề lớn. Đấy, cái đó thì cứ vật phẩm lớn. Để chơi thôi. Ý tưởng là đúng rồi, giờ cứ để chơi thêm rồi mình tính tiếp. Nói chung là đến khi nào mà bắt đầu thành phố sáng đèn thì các anh vào các anh sẽ bất ngờ thôi. Nhiều thứ thú vị lắm. Thực ra bây giờ bàn chỉ cái bàn xoay quanh cái việc mình roleplay thôi, chứ cơ chế là thì cái biết được. Cái nghề bẩn này tôi nghĩ là nó lấy cái ý tưởng từ đó thôi anh ạ. Tôi có đưa qua cho bên coder rồi để cho đưa qua cho bên Miao rồi để Miao nó xử lý cái đó. Ừ, ok. Bây giờ em thấy là cái phần cái tương tác giữa cướp với cảnh sát á là một trong những cái phần mà mình nên bàn. Cái mà rất là mắc cười á. Cái lúc nào cũng là một vấn đề rất là lớn. Cái tương tác này nó cũng khá là khó bởi vì kiểu cũng tùy người chơi nữa ấy. Mỗi người lại một kiểu nói kiểu tương tác khác nhau. Đúng, có người muốn chơi nhanh và có người muốn chơi chậm. Yeah, mình cũng sẽ có một cái ý những cái một vài những cái gạch đầu dòng để lấy ra những cái cơ bản nhất ấy. Để mình thống nhất với nhau cho nó dễ. Thống nhất một cái có thể một cái lối chơi linh động cũng được. Mà cái này em phải hỏi không phải tại vì nó bị khúc mắc ở những cái chỗ này là khi mà ăn cướp người ta đi cướp một cái tiệm tạp hóa thì người ta lại muốn tương tác cảnh sát, nhưng mà khi người ta bị bắt rồi người ta lại muốn người cảnh sát giải quyết nhanh, cái đó không được. Thì đấy mới bảo là do người chơi mà. Thì cái đó bây giờ mình chia từng phần trước đi. Bây giờ nhá, bây giờ mình giả sử như mà mình tóm tắt lại được là tất cả các những người làm bẩn nó sẽ có 3 phần là những người người ta thử làm bẩn, mới làm bẩn, tò mò làm bẩn. Thứ hai là những người làm bẩn chai hát. Thứ ba là những người làm bẩn nhưng mà có camera hành trình. Đấy, thì... Sao lại phải chia thế? Thì theo đấy, thì mình thì cứ mỗi... Mình phải làm sao mà mình tìm được một cái lối chơi chung mà thích hợp cho cả ba thành phần đó. Mà tại sao lại... Chứ không nó sẽ thứ nhất. Thì giống như nãy anh Hóm nói đó là sẽ có những cái ví dụ như có những người ta làm bẩn, người ta để tương tác với cảnh sát, người ta làm cho vui vui ấy. Còn những người làm ta chai hát, người ta sẽ làm một cách cục xúc cơm gạo. Còn một số làm bẩn để camera hành trình đó, thì mình cũng cần tương tác, mình cũng cần cảnh sát cơm gạo một tí cho nó hấp dẫn. Thì cái câu chuyện mà là nói, nhiều khi đó cái nói chung của bảy ấy, thì nó vấn đề nó nằm ở phía cảnh sát. Thứ nhất là cảnh sát là phải nhìn ra được cái người đó họ đang chơi như nào, cái đó cũng khó cho cảnh sát lắm bạn ạ. Thì tôi đã bảo với mọi người rồi, cái này nó là đến từ phía của người chơi. Đúng rồi. Ừ. Đó. Cách chơi của mỗi người như thế nào. Cho nên là bây giờ mình chỉ cần đưa ra một vài những cái cơ bản gạch đầu dòng thôi, là mọi người cố gắng tương tác và cố gắng roleplay thật sự và không bỏ tình huống một cách kiểu ví dụ như kiểu ok phạt tôi đi xong đấy, ví dụ như thế. Mình chỉ thêm một cái như thế vào thôi để cho mọi người cố gắng chơi theo kiểu như vậy. Chứ em đừng có người thì mình bày mấy cái gạch đầu dòng đi. Tại không, vì thực sự là nhanh mẹ lên thả tôi ra. Đi bắt được người ta phải hỏi anh là thuộc dạng gì? À anh dạng mới chơi à hay anh làm lần đầu à? Rồi, mà là người chơi thôi. Quan trọng là người chơi mình thôi. Phải có những cái giới hạn để người ta không bị gọi là cục xúc như vậy. Cái đấy ví dụ cũng như tùy là lắm. Đầu tiên là bây giờ luật cái vấn đề là bảo lãnh đi. Vấn đề bảo lãnh là một vấn đề mà hai mùa trước cả nhà rất là nhiều. Tại sao anh này được bảo lãnh, xong rồi tại sao tôi không được bảo lãnh? Đấy, kiểu thế. Thì mình phải có một cái luật chung để cho những cả đấy, để cái ba thành phần nó không kiểu tị nạnh nhau, tranh chấp lẫn nhau. Ai đề xuất cho bảy nó họp hôm nay? Đúng không? Tại vì rõ ràng là cái việc bảo lãnh là ngày xưa là cũng cãi nhau chuyện đó một lần rồi. Ai đề xuất đây? Ai đề xuất cho bảy đi họp hôm nay đấy? Thì bây giờ mình không chơi bảo lãnh nữa. Anh bên ví dụ thì như đó là mình phải chốt luôn. Mình nếu mà không chơi bảo lãnh là chốt không chơi bảo lãnh luôn. Đấy. Không, như thế này đi anh Khôi ơi. Bảo lãnh sẽ anh sẽ chia theo từng cấp bậc và có cái số tiền bảo lãnh khác nhau. Anh hiểu không, anh Khôi? Nó phải rõ ràng cái đó ra. Tại vì mình sẽ rõ ràng. Ví dụ như anh Quang, ví dụ anh đi ăn cắp vặt chẳng hạn,
Nhìn bây giờ số tiền bảo lãnh của anh là 10.000 hoặc là 50.000 đấy. Nghe nhạy cảm. 50.000 thì anh sẽ ghi hóa đơn đấy. Thì anh sẽ ghi hóa đơn đấy cho người bảo lãnh trả tiền, tiền đấy về tòa thị chính tôi bú. À, cái mà bảo lãnh thì tôi sẽ tính theo là phạm tội gì, giá sẽ như nào. Đúng rồi. Thì tôi sẽ cho bảo lãnh. Đúng rồi. Đâm ai cũng được bảo lãnh hết, quan trọng là cứ đóng đủ tiền, thế là bảo lãnh. Đúng. Chung là mấy cái đó thì vô trong server mình tương tác với nhau rồi. Cái đấy để tương tác thì nó hay hơn. Ôi ôi nhiều luật quá. Thì đấy, thì cái đấy là tùy bên anh mà, cái này tôi chỉ vâng rồi, bảo rồi. Anh thế thôi. Okay, thế okay. Em bỏ giờ này đi nhá, không ghi bảo lãnh nhá. Cho anh tự ok, cái đấy không cho, cái đấy không cho vào luật, cái đấy là gọi là của ban ngành thôi. Cái đấy là kín rồi, cái đấy lại kín rồi. Cái đấy kín đấy, cái đấy phải làm riêng đấy. Cái lại kín rồi, lại làm riêng rồi, riêng ông thị trường với ông đùng phó rồi. Không, hôm nay ai trước cái bảo lãnh. Không, tôi nói thế thôi, chứ còn có gì tôi... Không, tôi là Liêm. Tôi đã là Không Thanh Liêm rồi. Xin 5-10% thôi, có gì đâu. Tôi đã Không Thanh Liêm rồi, tôi bú là tôi bú đậm. Rồi, đấy là câu hỏi của chú Đôn rồi. Chú Đôn hỏi là luật khống chế con tin, luật mất trí nhớ. Hết thời gian tình huống, luật nhận diện. Thời gian tình huống bao nhiêu, nhận đấy. Diện trong thời gian bao nhiêu. Đấy, đấy mấy cái đấy nữa đấy. Cái luật mà mất trí nhớ nó dựa vào ý thức. Cái đó nó mùng lung từ não, từ não và từ rất nhiều server rồi. Thế nên là mùa này mới bỏ mà. Cho nên là tụi em đã quyết định là bỏ đi cái phần vấn đề mất trí nhớ rồi. Còn nếu ông nào mất trí nhớ thì chỉ có ông đó run lay thôi. Còn lại thì không cho mất trí nhớ đúng không? Là giờ không cho mất trí nhớ. Bắt buộc phải nhớ, người phải tự hiểu vấn đề chứ. Nhớ theo lúc thì mất, lúc thì không. Đấy. Nhưng mà tự nhiên lúc anh đang mất trí nhớ, tự nhiên có người chạy ra bảo anh Lê Khôi là anh bể luôn rồi. Đúng. Thì lúc nó lại kỳ quá, nó lại không hay nữa. Nó lại không đúng hay tình huống đúng không? Tự nhiên mình cũng chả biết xử lý cái vụ những cái việc nó như thế nào. Trong khi anh là... đang vô anh đang vô dai, dù anh té lầu xuống anh mất trí nhớ thì anh đang vô dai mất trí nhớ, anh không nhớ anh là ai, tự nhiên có người chạy lại bảo anh Lê Khôi ở nhà có chuyện kìa là xong. Anh bể luôn rồi. Nếu biết làm nào. Rồi thì ghi vào đấy là bỏ cái luật mất trí nhớ đi để cho mọi người biết. Nói chung là mất trí nhớ là mọi người tự diễn theo tình huống. Thế đi. Không ghi vào luật thì là bỏ đi anh. Mình cứ khiên khiến thấy còn ghi đâu anh. Không cần ghi à? Cần ghi vào lại mất trí nhớ đấy. Khi vào đến lúc mọi người mất trí nhớ về cái luật này đấy. Ý là không trong luật này là không mất trí nhớ đâu. Thế nhưng mà đến khi người ta lại bị mất trí nhớ vì cái luật mất trí nhớ ấy. Nên không sợ nữa đó. Cứ xác định là nếu mà các anh cảnh sát mà cứ đi va chạm với những cái tình huống đó, các anh chịu khó có body cam càng tốt, bật lên là xong. Anh nào cũng đòi body cam thì cứ cho người ta xem phạt nặng hơn là được. Cái đấy hôm trước họp ghi rồi anh ơi. Hôm trước họp ghi rồi. Từ đó, cái đó ý như vậy thôi. Bàn chỗ này rồi mà. Đúng rồi. Thế còn cái đó là đừng có mất trí nhớ đi. Luật khống chế con tin nữa kìa. Đấy, anh Đôn anh hỏi đấy. Khống chế con tin. Nói chung ấy, cái luật khống chế con tin ấy thì anh thấy là mùa trước mình có luật khống chế con tin nhưng mà chợ con tin vẫn nhan nhản đấy, thì mình có nên thêm luật đấy nữa không? Thì tất nhiên là không rồi. Thế là chợ luôn. Con tin đông như quân nguyên luôn, đang đi ngoài đường cũng bị bớ làm con tin. Xong rồi lại có tiền cho con tin nữa, xong lại mất thời gian của cảnh sát đi xử lý xem là con tin lại trình báo như thế nào, bảo ông tôi với lại đường, nhưng mà thực ra là có ăn dơ rồi. Đôi khi là con tin còn tìm đến mấy thằng cướp để anh bắt em đi. Đúng rồi, như là có nhiều có con tin thì cũng được đi, vậy có con tin giống như là một ký hiệu cho cảnh sát biết là mấy ông cướp này tụi tao đang muốn chơi role play đấy. Kiểu như vậy. Thế thì lại tùy theo ý thức người chơi. Giống như là một cái con tin giống như là một cái phương pháp để cho người ta biết là mấy ông cảnh sát ơi, tụi tao đang chơi role play đấy, mày chơi role play với tụi tao đi đấy, kiểu như vậy. Nhưng ở đây tôi muốn hỏi là cái luật con tin ví dụ như là hai băng nhóm chẳng hạn. Bắt một thằng bên băng nhóm kia thì nó bị khi bị chống khống chế nó sẽ như thế nào? Đấy, ý là tôi con tin là như thế, chứ không phải là con tin để đi làm những người bệnh. Con tin theo kiểu là băng là bắt thật, là bắt thật á. Thì bây giờ ví dụ là hai trưởng băng ra bắt đầu điêu nhau, vậy vấn đề là giờ mày đưa điều kiện như thế nào để tao có thể lấy không. Đứa này về. Không. Anh Nguyên để em nói. Tức là ấy, cái trường hợp mà anh Khôi nói thì nó lại xảy ra là tranh chấp giữa băng đảng luôn. Đúng rồi. Tức là cái vấn đề đấy sẽ là role play tự xử lý. Tự xử lý à? Anh hiểu không?
tự xử lý trong quá trình roleplay. Ví dụ như anh ở một bang khác, em ở một bang khác, nhưng mà em lại tóm anh thì cái ông trưởng bang của anh thì ông phải tìm đến em chứ, tại sao mày lại bắt người của tao như thế là va nhau. Đấy thì luật ở thì đây là nó, thì... khi mà có những người khống chế bạn thì bạn có được lái xe trốn chạy hay là chống trả như nào không? Đấy, ý ở đây hỏi là cái cách bạn chơi cái trong thời điểm tình huống như nào. Là bạn được chống trả bằng cách là bạn rút vũ khí ra, bạn thi đấu 1.4, 1.5, 1.10. Hoặc là hai là bạn sẽ giơ tay, ơ thôi anh cho em đi, anh bắt em đi, em bị khống chế rồi. Đấy. Thực ra thì mình đã luật bỏ cái luật khống chế từ cái lần họp lần trước rồi mà anh. Thế nên là mọi người có quyền là tìm mọi cách để trốn thoát thôi. Ê, lần trước hoặc là luật đi theo, hoặc là luật dành cho đồn liêm chứ không phải luật dành cho người chơi. Hôm trước buổi trước họp là luật dành cho đồn liêm là được không, quyền người chơi trả. Người chơi sẽ không còn luật gì nữa. Người chơi chỉ có một cái duy nhất, đấy là tôn trọng các cái luật của server thôi hết. Còn lại người chơi muốn chơi nào chơi. À rồi, thế thì được rồi. Thì khi mà ví dụ anh Bảy đi khống chế một người đúng không, thì anh Bảy phải có cái điều kiện gì đấy, phải hơn cơ người ta để mà chắc chắn là bắt được rồi. Đúng rồi. Đấy, thế thì cái đấy sẽ liên quan đến vấn đề roleplay. Nói chung là áp chế về số người hoặc là về vũ khí đi. Đấy, ít nhất là phải thế. Đấy thì câu chuyện này có tình huống là một khẩu súng với lại bốn người thì khẩu súng hơn hay là bốn người hơn? Khẩu súng hơn. Tôi vẫn đánh giá vũ khí mạnh hơn là mạnh hơn. Ủa, vũ khí súng. Vũ khí mạnh hơn là mạnh hơn. Một con dao là mạnh hơn. Một ông cầm con dao không thể chọi được bốn người, nhưng mà một thằng cầm súng thì tỷ lệ cao là bốn. Nhưng mà cái vấn đề là mấy bốn thằng đó nó liều, nó chạy, nó ví dụ như bốn thằng đó nó liều, nó chạy vô, nó còng tay ông này coi như là toang. Ông này được phép sử dụng. Thì không, đấy. Nếu vậy nhá, bây giờ nhá. Không cần biết, không cần áp chế gì cả. Nếu ví dụ bây giờ ông muốn bắt tôi đúng không, ông phải làm nào ông đánh gục được tôi. Đấy, thế thôi. Thế thì từ từ nha, đánh gục được là nhiều. Nếu mà đơn giản như anh Nguyên nói là thí dụ như thế này là, nếu như là trong trường hợp 4 thằng đi bắt một thằng đúng không, chỉ cần là đánh gục thằng đó. Đánh gục thằng đó thôi là bắt được. Nó gần gục giống là như là cái tội cảm giác là sao khi mà bắt xong rồi và đem về ổ của mình ấy, gần như là tội cảm giác. Đúng rồi. Thế nó có cái còn cái bịt mặt không? Mình bịt mặt là thằng đấy thì coi như mình bắt được nó. Thì được không? Không thì chơi được. Mẹ kiểu thì... nếu không thì nếu có bịt mặt, khi mình bịt mặt được thằng đấy thì coi như là mình bắt được thằng đấy. Chụp bao tải đi. Chụp bao tải có animation không? Ví dụ như là chạy ngang qua bấm chụp bao tải cái bụp cái là dính luôn là. Thì thằng kia nó phải đứng, nó phải có khoảng cách chứ, nó phải bảo lại, đứng im, bốn có súng đứng xa rồi. Thằng nào vào gần. Đấy. Và như thế chứ. Chứ để áp sát thì phải chịu, áp sát thì chắc chắn là bị gì thì phải chấp nhận. Thì ví dụ như là đấy, chỉ cần bốn người như một cái súng. Hoặc ba không kia thì mình, dòng, mình để bây giờ nhá, mình có thể ví dụ như mà muốn chụp được người ta thì phải có một điều kiện, ví dụ như luồn ra sau người ta thì mới được chụp chẳng hạn. Thì ông phải tự đề phòng đằng sau lưng ông thôi, ông đã băng đảng thì ông phải đề phòng. Rồi về vấn đề mà như anh Nguyên nói nha, như Bảy nói nha, là vấn đề như nếu như mình khống chế bằng cách là không đánh người đó ngất đi nha, bỏ qua vấn đề đánh ngất đi, mình chỉ cần còng hoặc là có thể chụp được, chụp đầu được, coi như là mình bắt cóc thành công cái người đó. Cái đó ok, nhưng mà sẽ có cái cơ chế chống trả dành cho cái người đó. Đúng. Để cho tình huống lâu hơn. Thì đây tôi đang hỏi là người ta được quyền chống trả không? Được đúng không? Không, chống trả bằng cơ chế, nó có cái cơ chế. Cơ chế gì đó để chống trả. Chứ không phải nói là... Ví dụ anh bị chùm đầu đúng không? Thì anh sẽ có một cái mini game để anh chơi liên tục trong khoảng thời gian đấy để anh có thể gỡ để anh chạy được. Gỡ được chùm đầu. Cái đó hay ấy, cái đó thật ra là... Có rồi đấy. Cảnh sát cái cướp ấy. Là còng á, còng cũng có cơ chế thoát còng. Ui, còng lại khác. Đúng rồi. Thì cái đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho... Đúng không? Cái đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn với việc là anh đánh ngất thằng đó xong anh về anh cam sát. Đúng rồi. Thì anh sẽ mắc vô cái tội cam sát mà không mắc công lắm. Thì hợp lý. Cho nên là bây giờ chỉ có một cách là mình áp cơ chế vô, nếu như là trong trường hợp 4 bắt đi bắt một đúng không? Thì sẽ dùng là bịt mắt hoặc là có thể dùng còng tay. Và sẽ có mini game dành cho cái người mà đang bị bắt đó. Nếu mà người nếu ta mà chơi mini game chơi thắng thì là người ta thoát. Đấy, thoát. Chuẩn rồi đấy. Thì người ta mà thoát được là người ta đủ lý do là ta bên kia bắt buộc phải thả thôi. Đúng, khi mà người ta thoát được và người ta sẽ có đủ lý do để người ta chống trả lại. Ừ, người ta có thể xả không bạn ơi. Bình thường ấy, cái bao tải mà chùm ấy là đã mất item đấy rồi, và khi mà người ta đã mất một item đấy rồi ấy thì coi như chùm lên thằng kia rạch phát chạy đi là người ta đã mất một vài cái item rồi. Là người ta sẽ không thể sử dụng lại được nữa.
Nó có nhiều hơn thì sao đúng không? Ờ thì nó cầm bốn cái bao tải nó chụp cái này thì về vấn đề bao tải không nói, nhưng về vấn đề về còng tay. Thế bây giờ mini game mà thoát khỏi còng tay thì coi như là thoát tội à? Không, anh phải bắt tiếp chứ. Anh phải bắt tiếp. Anh phải hiểu lên đây. Không, cảnh sát là khác anh. Cảnh sát là khác đúng không? Áp dụng cho cướp khác, cảnh sát khác. Nó mà tháo còng tay ấy, anh để nó chạy thoát thì nó mới thoát. Còn anh mà ví dụ nó bị tháo còng tay, nó tháo được còng tay đúng không? Anh còng nó tiếp, nó vẫn bắt ngoằng ngoằng. À, rồi rồi đấy, tôi hỏi đấy, tôi nắm thôi. Cứ bấm liên tục được mà. Rồi rồi, ok. Hay đấy, hợp lý đấy. Ê, cái mini game của còng tay này phải khó đấy, cái đây nó khó đấy. Ôi ôi. Tầm bấm nó phải có chìa khóa rồi, có chìa khóa bé tí để mở. Đang chỉ có bấm mè thôi. Anh ơi, cứ khi nào mà anh khi nào mà thành phố mà có đèn thì anh khắc biết. Cái gì cũng thế thôi. Từ từ là người ta phải nghiên cứu. Nói chung là cũng khó cho những anh em mà đang học mà chưa test bao giờ, cho nên là tại vì phải thì chơi, bây giờ mình chỉ lấy ý tưởng thôi để mình, đúng rồi, mình không mình lấy ý tưởng thôi. Để mình sửa lại mình sửa lại cái kịch bản mình cho nó hợp lý thôi. Chứ không phải là bắt mọi người phải nghĩ ra cơ chế này cơ chế kia, mà bây giờ mình chỉ muốn là xem cái ý tưởng mọi người có trùng với ý tưởng mình không, nếu không trùng thì mình sửa lại, hiểu rồi, không? Rồi hiểu. Cái bắt cóc nó khai thác được nhiều content hay lắm, mà sợ là mọi người đấy, mọi người bị đề phòng ấy. Ví dụ như đang đứng nói chuyện thôi tự nhiên thấy đông đông cái mọi người chui vô xe ngồi á là hết tình huống rồi. Anh Bảy ơi, thì cái sợ quan trọng đông á, quan trọng là như này, anh phải hiểu là người ta bảo rồi là mẹ bắt trộm à, cái gì ở thằng trộm thì nó mới canh ngàn ngày, chứ có ai canh bắt trộm ngàn ngày đâu anh, làm sao mà lúc nào đề phòng được, hở ra cái là túm sống liền. Ý là nó sẽ có cái kiểu là người ta cứ thích ngồi trong xe người ta nói chuyện ấy. Sẽ an toàn. Nhưng mà tôi nói trước nhá, nhờ tôi nói trước với anh Khôi nhá, là tôi thị trưởng mà bị tóm mà anh không giải quyết nhanh là tháng đấy trừ lương đấy nhá. Ôi giời ơi, là ngày xưa tôi làm thị trưởng gọi mãi có ai đến đâu mà. Thì đấy là tại anh. tại anh không bú ác như tôi. Anh biết vì sao? Tại vì ngày xưa tôi làm thị trưởng nhưng mà tôi không có quyền. Tôi làm đúng kiểu bù nhìn. Còn anh thì khác, anh có thể giật xét được. Đấy, cái sự khác nhau là như thế đấy. Chứ ngày xưa mà tôi thử có giật xét xem. Thế là chắc tôi phải là siêu anh hùng. Chứ anh không đi học phép thôi chứ. Tôi phải là siêu anh hùng. À, đúng rồi, còn cái vấn đề này nữa. Server mình có luật về loot đồ của người bị ngất chưa? Dân thường nha, không phải cảnh sát. Như có rồi, từng rồi có đó nhưng mà. Thì cái này là coi là ăn cắp vặt rồi báo cảnh sát. Đúng rồi, ăn cắp vặt như thôi. Là trộm vặt, nhưng mà người bị ngất thì sẽ không thể nhưng báo mà được. Người bị ngất thì không biết được, không biết là ai trộm thôi. Nhưng mà nó lại đụng tới một cái câu chuyện cái là mất trí nhớ. Luật mất trí nhớ. Đúng. Đấy giờ nó thế giờ sao? Nói rồi, cái vật mất trí nhớ tôi vẫn nghĩ vẫn phải làm, nhưng mà vấn đề chỗ mình phải quy định cho nó rõ ràng. Cái mất trí nhớ là vẫn có thể áp dụng được, nhưng mà cái tình huống nó đơn giản lắm, kiểu một người đi đường bị ngất giữa đường, sau có người đi ngang qua loot, xong rồi người ta thấy đồ. Hôm đấy. Trước thì cái vụ mà không có nhớ. Nhân chứng nào thấy hình cái cốc mì xì đấy. Hôm trước có vụ mất trí nhớ, Tâm có nói về vụ đấy đấy, nghe cũng hợp lý cho phết. Tâm ở đây không, bảo Tâm lên nhắc lại đi. Tâm giơ tay lên cái Tâm ơi. Tâm ơi. Sao đây, Tâm hay bị cướp lắm à? Không, thực ra thì trong quá trình test Tâm là người bị kiểu mọi người kiểu lút đồ nhiều nhất. Nhắm chăm đến á. Đúng rồi. Thực ra là nó không phải là người bị lút đồ nhiều nhất. Nói đúng ra nó là người lút đồ người ta nhiều nhất, trong đấy có cả tao cơ mà. Không, nhưng mà cái luật là mất trí nhớ động ấy lắm. Bởi vì người ta có thể là nó rất là mơ hồ, bởi vì là nó mơ hồ người... thế nên là mình mới cần phải quy định cho nó cụ thể rõ ràng. Chứ bây giờ em hỏi anh Nguyên này, cách để giải quyết cái vấn đề đó. Một á, là nếu mà người bị ngất bị đen màn hình luôn, nhưng mà bị đen màn hình thì lại khó cho những anh em streamer, họ muốn xem coi là họ đang bị cái gì. Ừ đấy, rất khó cái đó. Giờ Tâm ra giơ tay đi Tâm, nói về cái vụ ở cái luật mất trí nhớ hôm trước em nói. Mất trí nhớ xong rồi đến lúc rồi bắt được lại bảo ôi em bị báo mộng như này. Mất như không. Nếu mà không xử lý được nhá thì thật ra bản chất là người ta vẫn biết người đó là ai, người ta đi trả thù được. Ừ đấy. Đúng rồi, nhưng đấy, mà mình sẽ không áp dụng luật mất trí nhớ, mình sẽ làm thêm một cái giống như là kiểu như là những cái người bị ngất, mà nếu như trong trường hợp đó khi bạn bị ngất, bạn bị lục đồ, coi như là bạn bị ăn cắp đồ. Nếu như bạn có nhân chứng gần đó thì bạn có thể nhờ nhân chứng để báo cảnh sát. Còn không thì coi như bạn mất đồ. Đúng rồi.
Còn cái chuyện bạn trả thù cái người mà ăn cắp đồ bạn hay không thì cái đó bọn tôi không biết. Đấy là việc của bạn, bởi vì bạn không mất trí nhớ. Đấy việc của bạn, đúng rồi. Cái đó nên nó sẽ hợp lý hơn là luật mất trí nhớ. Đúng rồi. Tức là nếu như ở trong trường hợp đó bạn nhìn xung quanh, bạn vẫn thấy được cái người đó là nhân chứng đi đấy, thấy ai đánh bạn thì ok, bạn có bằng chứng cụ thể rõ ràng thì cảnh sát sẽ giải quyết trình bạn. Còn nếu như bạn không có bằng chứng cụ thể rõ ràng, coi như là không giải quyết. Có nghĩa phải có được một người nhìn thấy. Thế đúng thì, điều kiện là phải có một người nhìn thấy đó để làm bằng chứng, để làm bằng chứng để báo trình báo cảnh sát. Thế tôi có thêm không thì thôi. Một bổ sung đấy là những ai mà đang lút đồ của người bị ngất ý, thì cũng nên có body cam để xem là đúng là có người làm chứng thật không. Không phải có một ông ở đâu đấy bảo ừ hôm đấy tôi đi cùng ông này tôi thấy chẳng hạn thế thì nó lại thành cãi nhau. Các anh hiểu không? Đây. Khi mà body cam anh nhìn được từ góc độ mà chỉ cần nếu mà ổng đưa cái body cam ổng lên mà ổng nhìn từ góc độ ổng như là toan. Không, thực ra thì chỉ cần chụp một cái ảnh ở trên điện thoại thôi. Thế là đúng rồi. Cũng có bằng chứng rồi. Thế thì ghi vô ai thấy người khác đang lút đồ người ngất chụp màn hình lại ngay lập tức. À, cái đó không có đâu, cảnh sát vậy à. Cái đó mình cảnh sát. Cái đấy cảnh sát giải quyết. Mình đẩy cái gì khó mình đẩy hết cho cảnh sát tự giải. Cho nên là cái vấn đề là mình sẽ không áp dụng luật mất trí nhớ nữa mà mình sẽ thay đổi một tí đó là bạn có bằng chứng cụ thể thì bạn có thể báo cảnh sát thôi. Cái đó là dành cho cảnh sát làm luật đó nha anh Khôi nhỉ. Không có luật. Đúng rồi. Đúng rồi, cái đó là có luật cảnh sát mà. Cảnh sát phải tự xử lý. Chúng tôi chỉ xử lý những trường hợp có bằng chứng cụ thể hết. Anh ghi như đó thôi. Thì chắc chắn rồi. Phải có bằng chứng cụ thể thì người ta mới giải quyết xong rồi. Dễ ông đồn trưởng à, ông đồn phó này ông ấy có khi ăn cả bằng chứng ấy. Tôi là luật. Được chưa? Đấy, anh có thế là thôi. Thế nên là cứ phải môi trường. Cũng bù đấy. Rồi mình qua vấn đề khác nhỉ. Thôi qua chuyện đấy.